Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với địa giới chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập địa giới, nếu đối với thủy hỏa phong không thức giới chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ tu tập thủy hỏa phong không thức giới vì sao này kiểu thi ca vì đại bồ tát ấy quán địa giới cho đến thức giới ở khoảng trước sau giữa đều chẳng thể nắm bắt được này kiểu thi ca đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu đối với vô minh chẳng an trụ chẳng phải chẳng an trụ chẳng tu tập chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ tu tập vô minh nếu đối với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng an trụ chẳng phải chẳng an trụ chẳng tu tập chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ tu tập hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não vì sao này kiểu thi ca vì đại bồ tát ấy quán vô minh cho đến lão tử sầu than khổ yêu não ở khoảng trước sau giữa đều chẳng thể nắm bắt được này kiều thi ca đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu đối với bố thí ba la mật đa chẳng an trụ chẳng phải chẳng an trụ chẳng tu tập chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ tu tập bố thí ba la mật đa nếu đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng an trụ chẳng phải chẳng an trụ chẳng tu tập chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ tu tập tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa vì sao này kiểu thi ca vì đại bồ tát ấy quán bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa ở khoảng trước sau giữa đều chẳng thể nắm bắt được này kiểu thi ca đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu đối với pháp không nội chẳng an trụ chẳng phải chẳng an trụ chẳng tu tập chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ tu tập pháp không nội nếu đối với pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi Pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Vì sao này kiểu thi ca vì đại bổ tát ấy quán pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh và khoảng trước sau giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Hết quyển thứ 297.